Mình chào tất cả các bác nha, các bác ơi ngày hôm nay em tiếp tục lên tất cả các loại đẩy hàng xịn sò của Mỹ luôn các bác ạ à. à, Đây là mã của nó là USA850 này, à, Còn con này còn là con QSC1007, giá mới của nó cực kỳ đắt mấy chục triệu một con Và các bác có thể nhìn thấy không ạ, nội thất ruột gan cũng như là tất cả những cái thứ mà cực kỳ quan trọng ở bên trong Thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng con này của nó là rất đẹp, đẹp như mới luôn các bác nha à, dòng này của nó là 10... Uh... Mười 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 sáu sò sắt một vế Ba mươi hai sò sắt Mexico nha? Nhìn ruột gan đẹp mới cực luôn Và em nói luôn cho tất cả các bác này Con này của nó là em lấn lô về được hai con thôi Và đương nhiên rồi cái giá ưu tiên Dành cho tất cả các bác Ở trên mọi miền Tổ quốc là cực kỳ là hợp lý Cực kỳ là rẻ Con này mà các bác chơi với loa Mỹ nòi với lại loa châu Âu Thì em nói thật các bác là hết thuốc luôn Đối với cái mã Chín trăm mã nghìn ba Thì nó là thuộc dạng là thông thường À, còn đối với cái mã này của nó có một cái điểm đặc biệt nó là mã 1007 các bác nhá. Vẫn là 32 sò sắt Mexico nhưng mà mặt của nó là mặt nhôm phay các bác ạ. Mặt nhôm phay, con này rất hiếm có tại thị trường Việt Nam. Và tiếp theo đây chính là con USA 850 các bác nhìn thấy không? À, mã này của nó thì các bác cũng chơi loa châu Âu này, loa Mỹ này, loa JB này, đẳng cấp luôn và quạt của nó tất cả là đều là sử dụng quạt từ nhá. Nhìn ruột gan của nó thì các bác bao phê, bao hay, bao đẹp luôn. Đấy, con này có nó zin đét 100% và tiếp theo đó chính là một con đẩy san xui một trong những cái dòng lành bền nhất của tất cả các mã san xui và nó được gọi là một trong những dòng đẩy đòi cao của mã san xui lúc bây giờ đánh cực kỳ uy lực Đấy, à, sa 502 các bác ai muốn trải nghiệm về con này xem ghép xem đánh như thế nào các bác có thể inbox nhân viên bên em sẽ gửi cái Zalo sang để tất cả các bác chúng ta biết là ví dụ như đánh một cặp loa Mỹ công suất khoảng 5 600 W các bác cảm giác rất là sướng các bác ạ. Và đầu tiên thì em hiền sẽ cho các bác xem qua về ruột gan cũng như là nội thất của con này để các bác cảm nhận thấy là đối với con đẩy san phui này thì các bác biết rồi đúng không? Này, nhìn ruột gan này các bác nhìn không? Con này của nó công suất đạt cho các bác là ở ngưỡng 4 ohm là 1400 W các bác nhá. Đạt ở ngưỡng 8 ohm đây, Là là 1000 W tức là loa full 30, full 40 hoặc là các bác sử dụng những cái dòng loa full 25 hai cặp loa nằm đánh thoải mái. Còn đối với những dòng loa san suy như thế này các bác nhìn này, đấy công suất của nó 1300W. Thì các bác cũng đã biết rồi, kể cả thương hiệu của BMB, thương hiệu của san thương hiệu của Sony Panasonic cũng như là một thứ số thương hiệu đẳng cấp nhất của Nhật thì bây giờ nhà máy của nó lắp ráp toàn bộ là tại Trung Quốc các bác nhá. Chứ cơ bảo bây giờ là những cái thế hệ đời cũ mà made in Japan À, thì có những thế hệ đòi mới cải tiến nâng cấp thì bao giờ nhà máy của nó cũng sản xuất và lắp ráp 100% là tại China quan trọng nhất nó có phải là hàng xịn hay không Quan trọng nhất là nó có phải hàng chính hãng hay không còn tất cả các bác biết rồi Đây, chúng ta nhìn thấy ruột gan của nó còn rất là nét Đây, với một cái hệ thống à, mạch của nó là mạch đánh bù áp các bạn ạ Đây, Tuy nhiên là nó không phải là quá nhiều so nhưng mà công suất của nó tất cả là, là công suất thật ruột gan rất là đẹp luôn Đấy, anh em chơi những dòng loa ngon, chơi những dòng loa đắt tiền. À, hoặc là các bác có thể chơi karaoke gia đình kết hợp nghe nhạc đối với con xui với cái mã của nó là SA502 này. Rất ít có tại thị trường Việt Nam luôn các bác ạ. Những cái mã đòi cũ của nó những cái dòng mạch à, kia thì nó không có sự à, lạnh và nó cũng sẽ không bền. Nhưng đối với xui con này của nó là 10 con em cắt sàn, loa xui rất đắt em không lấy được, lấy được mỗi đẩy thôi các bác nhá. 10 con cắt sàn sống cả 10, 10 con cắt sàn zin cả 10. Và với mức giá, mã này của nó là mã số 1 ở trên video của em Hiền ngày hôm nay. Đây, để cho anh em với mức giá chỉ có 2 triệu 900 nghìn đồng. Các bác cảm nhận đi, thấy ok, ổn heo hộ em Hiền một sản phẩm. Nếu thấy không ok, các bác bỏ qua cho em Hiền. Đây, để xem tiếp một mã tiếp theo. Mã số 1 ngày 6 tháng 4, 2 triệu 9, các bác nha. Đây, tiếp theo, em lên và giới thiệu cho tất cả các bác. Đây, đây chính là dòng đẩy QSC Đấy, USA 850 Con này của nó ruột can của nó thì 100% là chạy sò sắt và nội thất của nó còn gì Đây các bác nhìn cánh quạt bụi mù này Đấy, Đối với quạt con này là toàn bộ là chạy bằng từ tính hết các nhá Đối với dòng quạt này thì các bác yên tâm là sử dụng tầm khoảng 50 năm không bao giờ biết hỏng là gì Đấy, Con này nó chạy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thụ biến áp này Đấy, Con này là nguyên bụi chưa qua đụng chạm chưa qua sửa chữa Đấy, Sò của nó tất cả đều là sò zin 16 sò sắt đối với mã USA 850 có nghĩa là nó 850 uh, uh, w và 425 w trên một cây và con này của nó thì có rất nhiều bản đó nha nó có bản là nó sản xuất ở Trung Quốc à, có bản là sản xuất ở Mỹ thì đương nhiên em vẫn nói một câu là sản xuất ở Trung Quốc hay ở Mỹ thì nó không quan trọng nhưng quan trọng đó là đều là hàng chính hãng là được các bác ạ à? các bác nhìn thấy không con này còn là model là USA 850 này Thấy không Con này còn là um, USA Thấy không Con này điện 220-240V Những thế hệ đời cũ của nó thì là nó sản xuất là điện nội địa Những cái thế hệ đời cao của nó là có thể là xuất đi các thị trường nước khác Thì nó gọi là điện uh, hàng xuất Chứ là chữ được dụng là điện 220 Này đây. đây là hai cầu loa này, đây là volume này. Đấy nó còn có hệ thống là buộc dây tín hiệu trực tiếp vào nhưng mà ở Việt Nam mình chắc chắn là các bác không dùng đến cái cửa này rồi. À, đây là hệ thống đường vào này đường vào của nó là sẽ có à, uh, rắc 6 ly đấy, uh, em sẽ cho các bác một đôi tẩu nhá để các bác cắm rắc hoa sen vào đấy con này của nó còn rất là đẹp mới cứng các bác nhá đấy, ruột gan mới cứng luôn và với một cái mức giá một con QSC USA 850 như thế này các bác ạ. À. Ruột gan đẹp mút này, biến áp của nó Mỹ này. Thấy không? Đấy, ruột gan đẹp nét căng. Em chỉ để cho các bác với giá một con zin đẹp nét căng USA 850 như thế này mặt mũi quá sạch đẹp với mức giá là một à, 4 triệu 800 nghìn đồng em bao ship cho tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc ok chưa 4 triệu 8 thôi Đấy, tiền nào vải đó các bác ạ à. đã chơi đồ xịn đấy, thì các bác nên kết hợp với loa xịn còn các bác mà chơi những dòng này mà đánh với loa giống loa đóng loa rẻ tiền em khuyên các bác đừng nên mua chỉ đánh với loa bái xịn và những cái dòng loa châu âu đặc biệt là dòng loa GB hoặc là những cái dòng loa nghe nhạc xịn sò độ nhạy cao thì các bác nghe qua con này quá phê à, mã số 2, 4 triệu 800 nghìn đồng Và một siêu phẩm đây Con này thì các bác ai mua bên ngoài thị trường Không có giá tầm khoảng 12 củ Cho đến 13 củ Các bác không thể nào mua được đâu à, Đầu tiên thì cho các bác xem qua về nội thất này 32 sỏ sắt Đánh với những dòng loa 825, 835 Hoặc là những cái dòng loa uh, GB xịn Thì em nói thật các bác là hết thuốc Mỗi vỉ công suất là đánh một kênh Bên dưới riêng nha các bác nhìn thấy không? Bên dưới riêng nha, quạt của nó vẫn là quạt từ tính các bác nhá. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 tụ cho một vế. 16 sò sắt. Đấy, Mexico xịn luôn các bác nhìn thấy không? Đấy, 16 sò sắt Mexico xịn ruột gan nét căng. Đấy, biến áp của nó là biến áp hai tầng, tầng dưới dành cho một kênh, tầng trên dành cho một kênh riêng biệt hoàn toàn. Con này của nó rất nặng các bác ạ, cực kỳ nặng luôn. Đấy, theo thông số kỹ thuật 1007 thì bao giờ nó đạt cho các bác tầm khoảng uh, 850W trên cái ngưỡng 4 ohm các bác nhá. Con này mới đét luôn các bác ạ. À. Đây, QSC model là 1007 này, thấy không? Mặt phay nhôm. Con này là anh em thợ chưa vệ sinh, chưa tua tác thì Hàng về mà còn đẹp được như thế này thì khẳng định luôn cho các bác là Qua đẹp, Qua mới. Đấy lý do tại sao nó là gọi là hàng đặc chủng mà tất cả các bác ở mua bên ngoài thị trường giá tầm khoảng 12 13 triệu. Đây. Và bây giờ thì em sẽ cho, cho các bác xem ở khu vực phía sau. À, phía sau của con này thì rất đẹp các bác nhá đấy đây là cầu loa của nó đây đấy nó có một chiếc tem giấy để ghi cái thông số kỹ thuật các bạn ạ. thì nó bị uh, chảy cái uh, tem giấy này thôi còn con này của nó đảm bảo cho các bác không phải hàng xịn của mỹ em xin phép đèn tiền một gấp 100 lần đấy dòng này thì tất cả qsc và những cái thông uh, số cũng như là cái tiêu chuẩn của nước ngoài các bạn ạ thì bao giờ đấy. thì bao giờ nó cũng uh, có cái cái cái, cái chiết áp ở phía sau đây đấy, qsc qsc này Đấy, và con này của nó sử dụng hai rắc một rắc là vào bằng canon một rắc bằng vào bằng 6 ly Đấy, model của nó là một nghìn bảy các bác nhìn này đẹp mút chỉ đúng không ruột gan mên vỉ của nó thì thôi chúng ta cứ nhìn là các bác biết Đấy, với mức giá ấy, em để cho các bác con này là 10 triệu năm trăm nghìn đồng một con các bác nhá mặt mũi đẹp tinh ruột gan bao cho các bác là nét căng Đấy, anh em cứ tìm hiểu thoải mái xem xét vấn đề ở đâu mua được rẻ hơn các bác cứ mua còn để mà có được những con đẹp như thế này thì nói thật các bác là rất ít có mà rất hiếm các bạn Đấy con này của nó em hiền có 2 con nhá, mặt mũi đẹp như nhau, ruột gan đẹp như nhau, 10 triệu 500. Đấy ngày 6 tháng 4 mã số 3. Các bác ai quan tâm đến xin vui lòng gọi qua hai số điện thoại 0936118558, 093121858. Hai số điện thoại này đều có Zalo. Số này bật các bác gọi số này. Số này bật các bác gọi số này. Nhớ là cho em hiền xin một like, một đăng ký kênh. Đấy, bật chuông thông báo lên để theo dõi những video tiếp theo và một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn ủng hộ theo dõi kênh youtube của cao hiển audio chúc cho tất cả các bác một ngày mới vui vẻ tràn ngập năng lượng sức khỏe và an lành thành đạt xin chào